Rương dừa bé này Yuko, nó là một cái rương bằng gỗ nè. Đây chính là cái rương mà ông Uro Kodaki đã đóng cho Tanjiro để tổng con bé Nezuko đi dọn khác, đỡ nuôi tốn cơm đó mà. Như các bạn thấy, rương được đóng hoàn toàn bằng gỗ nè, cả cái này bằng gỗ nè. Các bản lề thì bằng sắt, có các tuner vít ở đây, tay cầm bằng kim loại nè. Cái hộp gỗ này có hai cái dây đeo đằng sau để chở con em đi. Mặc dù con em khá là nặng nhưng mà dây vẫn rất là bền chắc. Gỗ đóng thành 4 thanh gỗ ở đây, được nẹp lại bằng 3 thanh gỗ ngang thế này. Đó, các bạn có thể cất bất kỳ đồ gì trong này. Nếu mà có Nezuko thì cất vô luôn. À, như bay có em móc khóa Nezuko Tanjiro nè, cho hai anh em vô trong luôn đó. Nếu bạn có bức tượng Nezuko thì có thể nhét em ấy vào đây để trang trí rất là đẹp. Hiện tại bay không còn Nezuko nhưng bay còn Naruto nên bay cho vô luôn. À, vô em. Đầu này hơi to các bạn ơi. Vô mày. Rất là khít luôn. Cái đầu đã vừa rồi. Chúng ta có thể cõng Naruto bên trong và đi muôn nơi phải không nào? Để trên tủ, mở cửa ra và có một Naruto bên trong thì là bất ngờ phải không nào? Không thì có thể cho Rengoku vô nè. Đó, cho em vào ba lô và cõng em đi Liên Xô. Không vừa rồi, có nhiều đồ quá. Để đặt mua cái hộp này hoặc là cái bức tường lẻ, các bạn thể đặt ở Shopee Lazada trong mô tả và dưới comment các bạn nha. Và bây giờ thì bye bye. Để đặt hàng hãy vào Lazada, Shopee, Sen Đỏ của Bay Store. Bye bye, chẳng cần.